Trong video này mình sẽ làm ombre hai màu khó nhất trên cuộc đời, đó là đỏ và đen. Khiếp đỏ đen lúc nào nó cũng khó hết. Nhớ lúc mới vô nghề, mới tập tành biết làm ombre, còn khách trẻ lắm bước vô đưa bộ móng ombre đỏ và đen, mình nói dễ ẹt, sit down baby. Và thế là đi lấy hai hũ bột đỏ và đen trong tiệm ra làm. Đắp xong ngón đầu tiên là mình thấy sai sai rồi đó. Nhưng mà không sao, hy vọng là một hồi bột clear lên là nó hết sai. Vẫn đắp tiếp, đắp 10 ngón. Sau khi xong 10 ngón, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ đầm đìa. Vì nhìn vô cái bộ móng là mình cũng thấy sai thiệt. Thế là vẫn cứ tiếp tục đắp bột clear lên. Đắp xong rồi ngồi hy vọng. Hy vọng là sau khi dũa xếp thì bộ móng nó sẽ đẹp ra, đẹp hơn bây giờ. Và cũng hy vọng là con khách nó đừng có nhìn thấy cái bộ móng nha, nhìn lên cái tivi thôi, đừng có nhìn vô cái bộ móng của tôi. Rồi sau đó dũa cuticle, dũa xếp, dũa xong buffer và tới lúc đi top coat thì lúc này con khách nó không coi tivi nữa mà nó nhìn xuống bàn tay. Top coat một bàn tay kêu put in the lamp baby, cũng bỏ vô đèn. Xong qua bàn tay thứ hai nó cũng nghe lời, mình cũng vui quá. Trời ơi, xong rồi bộ bàn tay xong rồi, mặc dù là mình biết nó xấu nhưng mà con khách nó không có biết nó xấu. Sau khi hơ đèn hai bàn tay xong lấy ra chuẩn bị tính tiền thì con khách nó nói là I don't think I like it. Và thế là bà chủ ở đâu bà xuất hiện, dẫn con khách về bàn liền. Thế là tôi mất tiền.